Nếu như bạn đang muốn tìm một công cụ để mà chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Anh hay nhất để mà làm kênh YouTube nước ngoài kiếm view ngoại, thì có lẽ đây chính là công cụ hay nhất các bạn nên dùng. Công cụ này có giọng nói rất chuẩn, rất hay. Đây, cho anh em nghe thử. Artificial intelligence is increasingly becoming an indispensable part of everyday life, but its rapid development also brings significant concerns. AI. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều giọng nói thôi. Allow the world as we are liberated from our own all our knowledge in my younger and more vulnerable trust yourself. A man sees in the work while you have the light. You are responsible for. Đó. Nếu mà các bạn thích sử dụng công cụ này, mình sẽ để lại đường link của công cụ này ở phía dưới mô tả video nhé. Các bạn thích sử dụng thì các bạn bấm vào đó và sử dụng thôi. Ngoài ra thì công cụ này còn có tính năng như là clone giọng nói, tức là nhái giọng của ai đó mà các bạn thích, và có tính năng lồng tiếng luôn, rất là tuyệt vời, và sẽ có rất nhiều lựa chọn khác. Ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về công cụ này để các bạn biết thêm nhé. Để sử dụng công cụ này rất đơn giản. Đầu tiên các bạn hãy bấm vào đường link ở phía dưới mô tả video để mà mở công cụ này ra. Sau khi truy cập vào, các bạn sẽ thấy như thế này. Đây, hiện tại công cụ này hỗ trợ chuyển văn bản thành giọng nói với những ngôn ngữ này. Rất tiếc là chưa có tiếng Việt. Và ở đây chúng ta có thể trải nghiệm luôn mà không cần đăng nhập. Tuy nhiên thì khi mà không đăng nhập thì chỉ được 333 ký tự thôi, rất là ít và rất ít giọng nói ở đây. Cho nên để sử dụng đầy đủ hơn thì các bạn hãy tiến hành đăng nhập vào ứng dụng. Khi chưa có tài khoản, các bạn chỉ cần nhấn vào sign up ở đây để mà tiến hành đăng ký tài khoản. Và các bạn có thể đăng ký bằng email và mật khẩu. Hoặc là các bạn có thể đăng ký nhanh bằng tài khoản Google hoặc là Facebook. Ví dụ mình sẽ đăng ký nhanh bằng tài khoản Google luôn. Chọn tài khoản Google các bạn muốn sử dụng. Connect để mà kết nối. Rồi tiếp theo các bạn hãy điền tên của các bạn vào đây. Rồi tiếp theo là các bạn biết đến ứng dụng này qua đâu thì các bạn sẽ lựa chọn nguồn. Ví dụ YouTube chẳng hạn. Rồi nhấn next. Rồi, cái này là một số thông tin khảo sát thôi. Các bạn chọn cái nào cũng được. Ví dụ như là bạn sử dụng cho công việc gì. Ví dụ mình sẽ sáng tạo nội dung. Sử dụng cho nền tảng gì, YouTube chẳng hạn. Ok, xong. Rồi, như vậy là đã đăng ký xong tài khoản. Bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng thôi. Cách sử dụng rất là đơn giản. Đầu tiên đó chính là tính năng chuyển văn bản thành giọng nói. Chính là tính năng Speaker này. Các bạn chọn vào đây. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần soạn văn bản, dán văn bản mà các bạn cần chuyển sang giọng nói vào đây. Ví dụ như là ở đây mình đã nhờ AI soạn cho mình một đoạn văn như thế này. Mình dán vào đây chẳng hạn. Và tiếp theo là các bạn chọn giọng đọc ở đây. Allow the world to. But these are not normal times in our politics. Logic will get you from A to B. What worries you masters you. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice that I. Đó, rất nhiều giọng nói hay. Sau khi chọn giọng đọc xong, các bạn muốn cài đặt thêm thì các bạn nhấn vào setting. Và tại đây sẽ có một số tùy chọn như sau. Đầu tiên là phiên bản. Sẽ có một số phiên bản như thế này. Multilingual V2, Multilingual V1, English V1, Eleven Turbo V2. Đây chính là phiên bản cao cấp nhất, hay nhất theo như hệ thống giới thiệu là như vậy. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn tại đây. Tuy nhiên thì bình thường mình lại thấy cái này hay hơn. Multilingual V2 này, mình cảm giác là nó hay hơn. Tiếp theo đó chính là một số tính năng đây. Các bạn có thể dịch sang tiếng Việt để mà cho dễ hiểu. Đầu tiên là sự ổn định, sự tương đồng, sự phóng đại, khoảng cách. Tất cả những cái này là mình thường là mình sẽ theo mặc định luôn, chứ mình không cài thêm. Đó, các bạn thiết lập một số cài đặt như vậy. Hoặc là các bạn có thể chuyển sang chỗ trình độ cao này. Tất cả các bạn sẽ tùy chỉnh tại đây. Chọn mẫu các kiểu đây. Các bạn sẽ cài đặt tại đây nhé. Đó, nói chung là cách sử dụng rất đơn giản. Rồi, ok, sau khi đã thiết lập ưng ý rồi, các bạn chỉ cần nhấn vào tạo lời nói. Hoặc là trong tiếng Anh đó là Greener Speaker đây. Các bạn bấm vào là quá trình chuyển đổi văn bản thành giọng nói sẽ chính thức bắt đầu. Artificial Intelligence, AI, is increasingly becoming an indispensable. Khi nào mà hiện ra biểu tượng mũi tên tải xuống như thế này là đã chuyển đổi thành công. Các bạn chỉ cần bấm vào mũi tên này để tải văn bản này về. Đấy, để tải âm thanh này về. Đây, mình đã tải về thành công. Đây, bấm vào nghe thử. Artificial Intelligence, AI, is increasingly becoming an industry. Đó, hay phải không nào? Rất là đơn giản như vậy thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn nhiều ngôn ngữ khác. Cứ chọn như vậy mà nghe. You're not going to believe. Government of the people, by the people. Ví dụ thích giọng loài chẳng hạn thì các bạn mở mã chọn. Rồi, chuyển đổi. Mình nghe thử giọng loài nhé. Mình nghe thử giọng này xem sao. Artificial intelligence, AI, is increasingly becoming an indispensable part of everyday life. But its rapid development also brings significant concerns. Một giọng nói rất là hay. Ngoài ra thì công cụ này còn có một số tính năng rất là hay. Đầu tiên là tiếng nói. Ở đây chính là công cụ để mà chúng ta thiết kế giọng nói riêng của chúng ta, bao gồm một số tính năng như là thiết kế giọng nói, ở đây là chúng ta điều chỉnh thông số, độ tuổi v.v. Thứ hai là nhân bản giọng nói tức thì, chính là chúng ta nhân bản giọng nói của một ai đó, nhái lại giọng của ai đó ấy. Ví dụ chúng ta thích giọng nói của một người nào đấy, một người có thận nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng này để mà tạo lại giọng nói với giọng nói của người đó, với giọng nói tương tự như giọng của người đó. Thư viện giọng nói là thư viện giọng nói của chúng ta. Tiếp theo là nhân bản giọng nói chuyên nghiệp. Đây cũng chính là nhân bản giọng nói. Tuy nhiên thì với các tính năng này là sẽ phải là sử dụng phiên bản trả phí thì mới dùng được nhé. Có biểu tượng ổ khóa đây. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trả phí như thế nào. Rồi tiếp theo là tính năng lồng tiếng. Công cụ này cũng rất là hay nhá. Công cụ này có nghĩa là như thế này. Ví dụ như là các bạn muốn lồng tiếng cho một video nào đấy thì các bạn sẽ sử dụng công cụ này để mà lồng tiếng. Ví dụ như là có một video tiếng Việt chẳng hạn, các bạn muốn lồng tiếng thành tiếng Anh chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng tính năng này. Tức là lồng tiếng từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Lúc này các bạn chỉ cần tải video lên đây. Ngoài ra thì còn có một số tính năng khác các bạn có thể nghiên cứu thêm. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phí sử dụng của công cụ này. Đây không phải là công cụ miễn phí các bạn nhá. Sử dụng miễn phí thì sẽ bị giới hạn, chúng ta sẽ chỉ được sử dụng chuyển văn bản thành giọng nói với một vài ký tự sau là hết. Để mà sử dụng nhiều hơn cho công việc thì bắt buộc chúng ta sẽ phải trả phí. Đây, để mà trả phí cũng như là để mà kiểm tra chi phí thì các bạn nhấn vào biểu tượng ảnh avatar của các bạn ở góc trái phía dưới màn hình này. Sau đó các bạn nhấn vào đây, subscription này. Rồi, tại đây mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho nó dễ nhìn nhé. Và đây, đối với tài khoản miễn phí thì sẽ chỉ được sử dụng chuyển văn bản thành giọng nói với 10.000 ký tự. Vừa nãy mình đã sử dụng mất 1.200 ký tự rồi đây. Đó. Và các bạn kéo xuống phía dưới sẽ thấy các gói như thế này. Gói miễn phí là sẽ được dùng cho 10.000 ký tự mỗi tháng, tương ứng với âm thanh 10 phút. Và gói thứ hai có giá là 5 đô, tuy nhiên thì được giảm 80% cho tháng đầu tiên, sẽ còn là 1 đô trên tháng. Gói này sẽ được sử dụng chuyển văn bản thành giọng nói với 30.000 ký tự mỗi tháng, tương đương với âm thanh 30 phút. Với gói này thì các bạn sẽ được sử dụng tất cả của gói miễn phí và các bạn sẽ được sử dụng thêm các tính năng như là sao chép giọng nói của bạn, truy cập vào Dubbing Studio để kiểm soát nhiều việc hơn, việc dịch và thời gian, giấy phép sử dụng ElevenLabs cho mục đích thương mại. Và gói thứ ba đó chính là gói dành cho người sáng tạo. Gói này giá 22 đô và được giảm 50% cho tháng đầu tiên, còn 11 đô trên tháng. Với gói này sẽ được 100.000 ký tự và sẽ được sử dụng các tính năng này. Gói thứ tư là gói chuyên nghiệp, 99 đô trên tháng, sẽ được sử dụng 500.000 ký tự, sẽ được sử dụng các tính năng này. Gói cao cấp nhất 330 đô trên tháng, tương đương với khoảng 7-8 triệu gì đấy, sẽ được 2 triệu ký tự mỗi tháng, tương đương với 40 giờ âm thanh. Đó. Và đây là chúng ta trả hàng tháng thì sẽ chi phí sẽ như vậy. Còn chúng ta trả theo năm thì nó sẽ rẻ hơn nhé. Đây, sẽ rẻ hơn một chút. Đây, cả năm chỉ còn 220 đô thôi. Có nghĩa là thế này. Đối với gói này ấy, nếu mà chúng ta trả theo tháng thì sẽ là 22 đô trên tháng. 22 đô nhân 11 tháng cộng với 1 tháng đầu tiên chỉ có 11 đô. Một năm sẽ rơi vào 253 đô. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta trả theo năm, gói này chỉ còn lại 220 đô. Đó, được giảm hơn mấy chục đô. Muốn mua gói nào thì các bạn chỉ cần nhấn vào subscriber để mà chọn gói đó để mua. Ví dụ muốn mua gói này thì các bạn nhấn vào gói này để mua. Rồi các bạn tiến hành thanh toán thôi. Về phương thức thanh toán ở đây là các bạn chỉ có thể thanh toán bằng thẻ thôi. Còn ngân hàng ở đây thì chỉ có các ngân hàng quốc tế thôi. Không có các ngân hàng tại Việt Nam, cho nên là các bạn chọn thanh toán bằng thẻ nhé. Các bạn chỉ cần có thẻ Visa hoặc là thẻ Mastercard là có thể thanh toán được. Nhập thông tin thẻ của các bạn vào đây, điền đầy đủ vào là thanh toán được nhé. Đây, hiện tại thì mình cũng đang sử dụng một gói Pro, tức là gói 99 đô trên tháng này. Mình sẽ được sử dụng 500.000 ký tự. Và hiện tại thì tài khoản này mình mới sử dụng 31.000 ký tự mà thôi. Vẫn còn 21 ngày. Các bạn lưu ý là khi mà hết tháng mà chúng ta không sử dụng hết số ký tự này ấy, thì sẽ được đẩy sang tháng sau nhé. Cho nên các bạn cứ yên tâm, không sử dụng hết ký tự thì để tháng sau sử dụng tiếp, sẽ được bù sang tháng sau để mà sử dụng. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng bản trả phí thì chúng ta sẽ có tính năng Voicer. Chúng ta sẽ có tính năng là nhân bản giọng nói. Các bạn vào Voicer này, mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Rồi, các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây. Tiếp theo các bạn chọn vào Insta Voice Cloning này. Tại phần name này các bạn điền tên giọng nói vào đây. Ví dụ như là các bạn muốn nhân bản giọng nói của ai đó thì các bạn có thể nhập tên người đó vào chẳng hạn. Ví dụ như là mình sẽ tự nhân bản giọng nói của bản thân mình. Để xem thế nào nhé. Mình sẽ đặt tên là Sơn Zim chẳng hạn. Rồi tiếp theo tại phần này là các bạn thêm giọng nói vào đây. Nếu mà các bạn tự nhân bản giọng nói của mình thì các bạn có thể nhấn vào dịch code audio để mà thu âm. Hoặc là các bạn muốn nhân giọng nói của ai đó, hoặc là của chính các bạn, từ file đã chuẩn bị thì các bạn nhấn vào đây. Và đến đây các bạn chọn file giọng nói mà các bạn đã chuẩn bị để mà thêm vào. Tức là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị sẵn file âm thanh, giọng nói của người mà các bạn muốn nhân bản nhé. Open để thêm vào. Rồi đã thêm vào. Tiếp theo tại phần labels này các bạn có thể bỏ qua. Tiếp theo tại phần description này là các bạn nhập mô tả giọng nói mà các bạn muốn mô tả vào đây. Hoặc là các bạn cũng có thể bỏ qua cũng được nhé. Nếu muốn mô tả thì các bạn sẽ cần phải mô tả bằng tiếng Anh nhé. Ở đây mình sẽ bỏ qua, không mô tả nữa. Tiếp theo các bạn tích vào đây. Rồi nhấn vào Add Voice. Ok xong. Giọng nói của mình đã thêm vào. Bây giờ các bạn hãy sử dụng thử. Đấy, cách sử dụng rất là đơn giản. Các bạn sẽ tiến hành chuyển văn bản thành giọng nói như bình thường. Nhập văn bản vào đây. Rồi tại phần chọn giọng nói ở đây là các bạn chọn đúng tên giọng nói mà các bạn thêm vào là ok. Rồi nhấn vào đây để mà tiến hành tạo giọng nói. Artificial intelligence is increasingly becoming an indispensable part of everyday life, but its rapid development also brings significant concerns. AI can be used for malicious purposes such as cyber attacks and illegal surveillance. Over-reliance on AI might also diminish human capacity for independent. Đó, nhân bản giọng nói chính là như vậy. Mình đã nhân bản xong một giọng nói của mình sang nói tiếng Anh, nghe rất là buồn cười. Nói chung là giọng nói của mình không hay nên là nhân bản sang nó cũng không hay theo như vậy thôi. Còn các bạn mà nhân bản một giọng nói hay thì sẽ có được một giọng nói hay. Nói chung là sau khi nhân bản chúng ta có được một giọng nói giống đến trên 90%, rất là tuyệt vời. Rồi ok, video này chỉ như vậy thôi. Nếu vẫn còn câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới video nhé. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm vào nút đăng ký ở bên dưới video để không bỏ lỡ nhiều video bổ ích mới khác từ kênh Sơn Zim nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.